rồi luôn rồi. Rồi đẩy luôn rồi, đẩy luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng luôn nghe ta kìa. Rồi rồi, sao bé lại đây. Rồi 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 rồi. Kìa. Rồi chiếc ghe biển đụng ngang không chiếc ghe chẹt luôn anh em ơi. Xin kính chào tất cả mọi người nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube Lòng Bàn Tay của mình. Hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng tiếp tục tập cống để xem ghe tàu xà lan đi qua đoạn cống này nhé. Xin mời tất cả mọi người. Đó, giờ mấy anh xà lan lên nha anh em. Giờ tức là mấy anh xà lan lên nè. Wow, các anh xà lan lên ra đây. Mấy xà lan mà mấy anh lên là mấy anh đẩy từ từ thôi mọi người, rất là bình thường nha, chỉ có mấy anh vỏ lại á, ghe nhỏ là mấy anh đẩy dữ lắm, đẩy hết cỡ lên mà, tại vì không phải người ta muốn háo thắng đâu mọi người, tại vì mà vỏ nhỏ mà không đi lên nhanh á, lên trước á thì mấy ghe lớn qua là mấy anh sẽ bị mất cái luồng, là mấy anh sẽ ở lại lâu lắm nha mọi người, cái cống là mỗi lần qua rất là lâu, thành ra là mấy anh phải bắt buộc phải lên trước. Để không phải chờ đợi phía sau ha, chứ không phải là ý thức gì này kia đâu. Tại vì ở đây ta phân hết rồi, đầu tiên là vỏ lãi tới cái những ghe gỗ ha, những ghe chở khẩm là đi cuối cùng đó mọi người. Vỏ lãi nè, ghe gỗ, xong mới xà lan nhỏ, mấy cái ghe vừa vừa đó, tới mới tới ghe lớn. Đó, ghe là chở khẩm mà qua được thì qua, còn không qua được thì mấy anh phải ở lại cuối cùng á. Ghe đây nè. Wow, ở chị gái ngồi tướng nè, ngay đầu xà lan luôn. Quá vậy. Anh em xem đừng quên nhấn một like, share cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ cho Long nha, để động lực Long ra đây Long quay cho anh em xem đó nhé. Đẩy luôn
giữ hết gì. Rồi mấy ông em cái biển với tàu kéo kia là giữ nhau luôn rồi. Quá ẩu anh đẩy từ bên trong đẩy ra mọi người. Rồi quay lại diễn biến chính nè. Quá trời à, anh đẩy từ bên đây mọi người. Mà tới đây luôn. Quay dưới luôn, nó kiểu như kè nhau á.
ai cũng muốn đè lên trước, bắt đầu cái kẹp nhau hơi, cái bảnh tự đè nhau luôn, rồi tự nằm lại luôn, mấy anh sát đi lên. Anh em xem à, cực kỳ nguy hiểm luôn. Gai gỗ ra nè, cái gỗ tự trong bay ra nè. Rồi anh này sao đây, qua nổi không nè? Này chen lên nè. Rồi bây giờ mấy anh biên phòng bắn đi ra nè. Rồi ở đây biên phòng rất là nhiều mọi người. Tại vì mấy hôm nay nước rất là căng, nên thành ra biên phòng có mấy anh cả trên bờ đứng phân luồng cũng như là ở dưới nước luôn mọi người. Có ghe vỏ lãi chạy dưới nước luôn. Đó, để ra. Rồi ngoài kia có giao thông, mấy anh giao thông bây giờ anh quần ngoài kia quá trời luôn kìa. Mấy anh xà lan quá trời đẩy nhau rồi. Đây nè. Anh em xem xà lan đẩy nhau nè. Cái kìa, bê qua đây luôn trời, bê kìa kìa. Quá dữ rồi anh em ơi. Rồi rồi kìa kìa. Rồi chiếc ở giữa ép rồi, đi ép là tròn xe luôn. Ép đúng một vòng luôn, rồi anh chèn kìa, anh chèn lên đó kìa. Anh chèn lên làm gì? Đắp vô đi anh ơi, nguy hiểm lắm. Đây mấy chị gái đây, chị ché đây nè, đang lấn nhau tùm lum hết trơn nè. Anh em xem nè. Đấy. Hai chiếc bự ghép một chiếc nhỏ ở giữa, kẹp chiếc vỏ vỏ giữa đây em ơi. Muốn cực kỳ nguy hiểm à. Rồi ở đây để mấy anh trong kia đẩy ra nữa kìa. Càng ngày càng chen chút hơn ha. Anh em xem mình để toàn cảnh anh em xem nè. Các bạn xem qua màn hình nhỏ thì các bạn sẽ thấy nó không có gây cấn vào mọi người nhiều đâu các bạn. Ở ngoài các bạn thấy nó còn dữ tợn hơn nữa. Và Long cố gắng sẽ đem đến những thước phim mà gần gũi nhất ha, để cho anh em xem, để cảm nhận được cái không khí bên ngoài đây luôn ha. Đây. Mấy anh vô lại này chen vô xà lan nguy hiểm lắm. Muốn đi là phải anh phải đẩy mạnh lên. Nước qua luôn chứ không có từ từ là nước nó bê lắm anh em ơi. Rồi anh hồng đào lên, rồi anh cứ đẩy lên luôn đây nè. À, bị nhắc nhở rồi. Nào bị nhắc nhở rồi. Chị gái bị nhắc nhở rồi. Chị gái bị nhắc nhở rồi. Rồi, chị gái bị nhắc nhở rồi anh em. Rồi ok. Qua thôi. Anh này đi chung kẹp chung hả? Anh này kẹp chung được không? Anh này kẹp chung cực kỳ nguy hiểm nha. Kẹp chung dễ bê lắm nha. Kìa kìa kìa. Trừ khi kẹp chung vô chứ nó bê dữ lắm à. Ô hay quá, có tài này, kinh nghiệm lâu năm rồi, biết kẹp hông chiếc kia đi lên nè. Đó anh em xem nè. Ô có tài này hay nè, có tài này kinh nghiệm lâu năm lái xà lan rồi. Rồi yeah. Rồi chiếc ghe biển đụng ngang hông chiếc chẹt luôn anh em ơi. Ôi ôi. Ồ, giờ quay qua là thấy liền đó anh em. Tình huống nguy hiểm ghê không? Cái anh chẹt đó là anh ơi, rồi lui luôn rồi, lui luôn rồi.
không được rồi. Anh kèm xà lan đi luôn mà. Quá dữ. Ủa cái máy cổ nè. Cái máy nó cổ rồi anh em ơi. Anh em biết máy gì không? Anh em comment bên dưới nha. Ủa cái máy nó cổ kìa. Ủa cổ kìa. Cái con này là bê bê luôn á. Không phải, đằng ngang dưới kia. Quá nguy hiểm anh em ơi. Đó. Thôi ok, tiếp tục nha mọi người. Đấy, chiếc xà lan này qua ngon lành này ha. Thôi, bắt đầu anh em thấy nào, nó bắt đầu nó lại đơn giản ha, nó không có lu bu nữa rồi. Tình huống nó cũng giãn rồi anh em ơi, nó cũng không có gì ha, từ từ ghe tàu qua ha. Anh em nhớ like, share, đăng ký kênh Lòng Miền Tây của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.